Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh của Mai Tuyến nhá. Hôm nay bên em có rất nhiều sản phẩm lên sóng cho anh em chơi với giá cực kỳ rẻ mùa Covid nhá. Gồm có lân tiếng rồi loa đầy đủ các thể loại. Loa âm ly, cục đẩy, vang, mic, nâng. Đây hiện tại cái đầu tiên này là một con lân tiếng này. Lân tiếng mới cứng nhá, bảo hành 12 tháng cho anh em. CB 800 Pro. CB 800 Pro nhá. Là dòng máy lân tiếng loại 1 Trung Quốc, hàng cao cấp luôn nhá. Anh em ghép với dàn karaoke mà tiếng bí mà không bay ấy, thì sử dụng thêm con này thì rất là tốt luôn. Con này bên em xả kho với cái giá là 750.000 nhá, 750.000 một con. 750.000 một con nhá. Ship thì thêm 30. 750.000 một con lân tiếng CB 800 Pro nhá. Hàng bao chất cho anh em luôn. Anh em về chơi khỏi phải nghĩ nhá, bảo hành 12 tháng. Uy tín tuyệt đối. Tiếp theo là một con lân tiếng cao cấp hơn. Là một con lân CB 800 Ultra. Có màn hình sóng nhạc này. Cái dòng này là hàng loại 1 Trung Quốc nhá. Loại 1 Trung Quốc. Bên em xả kho giá 900.000 đồng nhá, 900.000 đồng. Hàng này thì chất âm thì đẳng cấp luôn rồi. Anh em những cái bộ dàn mà tiếng không được bay, hát mà nó bí hoặc là nó hụt hơi thì anh em hãy sử dụng ngay một con này. Phối ghép vào dàn cho nó được tốt hơn, được hay hơn nhá. Hay hơn là rất là nhiều luôn đấy anh em nhá. Con này tiếng hay hơn cái dòng này nhá. Đấy, giá ta 900.000. 900.000 ship thêm 30 là 930 bao ship. Đấy, toàn hàng cực kỳ chất cho anh em. Tiếp theo là em thanh lý. Thanh lý một con vang Lake FX 20 Bluetooth. Lake FX 20 Bluetooth nhá. Hàng này vẫn còn mới. Hàng này vẫn còn mới đẹp nguyên nhá. Đầy đủ phụ kiện đi kèm khiển khủng đầy đủ. Thanh lý cho anh em 1 triệu nhá. Thanh lý cho anh em 1 triệu Lake FX 20 Plus. Hàng loại 1 Trung Quốc. Đây. Hàng loại 1 Trung Quốc. Vẫn bảo hành cho anh em 12 tháng nhá. Thanh lý cho anh em 1 triệu. Có duy nhất một con thôi nhá. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay qua Zalo 0349718410 nhá. Anh em xem thì cho em một nút like và cho em một sim một chấm nhá. Đấy. FX 20 Bluetooth giá 1 triệu thanh lý cho anh em có duy nhất một con. Tiếp theo. Tiếp theo là dòng vang số bãi Nhật iVin 880. Đấy. iVin 880 nhá. Dòng này thì echo cực kỳ đẳng cấp luôn. Echo dì vật, con này dì vật rất là sáng mà đầy đủ phần mềm cho anh em chỉnh lưu rất là dễ dàng. Dòng này thì các cái dòng vang cơ đời mới bây giờ thì không thể đọ được với nó nhá, bởi chất âm của nó cực kỳ đẳng cấp. Đấy, dòng vang bãi iVin 880 của Nhật. Bên em hôm nay xả cho anh em với giá 750.000 nhá, 750.000. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay qua Zalo 0349718440 nhá. Duy nhất chỉ còn 9 con thôi. 9 con iVin 880 nhá, máy đẹp nguyên zin. Hàng bãi Nhật đẹp nguyên zin nhá. Bảo hành cho anh em 3 tháng. Giá xả là còn 750.000 nhá. Đấy, bên em có rất nhiều sản phẩm, anh em nào lấy thì cứ liên hệ qua Zalo cho em. Bên em sẽ công bố giá cho anh em luôn. Tiếp theo là dòng vang iVin 360 cộng nhá. Nhưng mà nó là hàng công ty của iVin là chính hãng, còn dòng này là các công ty khác nó đặt tên. Nên là LASM608. Hàng này cũng đầy đủ phần mềm, echo, dì vợt,
không thua kém gì con iVin 880 nhá. Giá bên em xả cho anh em là 700.000 đồng. 700.000 đồng anh em nhá. Còn duy nhất khoảng 6-7 con gì đấy. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay qua Zalo cho em. Anh em nào xem thì cho em một nút like và 3 chấm dưới bình luận để biết anh em đã vào xem, ủng hộ kênh. Dòng này thì anh em phối ghép với cả âm ly hay cục đẩy thì cực kỳ chất lượng luôn, bởi chất âm của nó rất là tốt và có cả cổng ca lông lẫn hoa sen cho anh em kết nối với đẩy hoặc là âm ly nhá. Dòng này đầy đủ phần mềm cho anh em kết nối qua cổng com USB. Bên em cung cấp đầy đủ phần mềm cho anh em chỉnh lưu và trước khi bán bên em chỉnh qua cho anh em về bên anh em chỉnh thêm. Dòng này chỉnh tay, chỉnh phần mềm rất là dễ dàng nhá. Dòng này chế độ chống rú của nó 3 cấp. Chống rú thì tuyệt đối luôn. Anh em chơi thì khỏi phải nghĩ về chất âm. Giá là 700.000 đồng anh em nhá. iVin 360 nhưng tên của nó bây giờ là M608 nhá. Tiếp theo là vang số Theta K1, là dòng vang số cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc rồi. Hàng chính hãng của Trung Quốc thì không lo về chất âm. Toàn bộ sử dụng tiếng Chila luôn. Bên em cung cấp đầy đủ phần mềm cho anh em chơi nhá. Máy còn đẹp long lanh nguyên zin 100%. Bảo hành cho anh em 3 tháng. Sản phẩm được cung cấp phần mềm và hỗ trợ setup trọn đời cho anh em. Có đầy đủ cổng kết nối ra hoa sen rồi ca lông. Anh em có thể kết nối với cả âm ly hoặc là cục đẩy rất là tốt nhá. Giá bên em thanh lý là 1.1 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Tặng kèm dây rắc luôn. 1.1 triệu bao ship tặng kèm dây rắc Theta K1 nhá. Đấy, không đâu có cái giá này đâu anh em nhá. Trên thị trường họ đang bán với giá khoảng 1.4 triệu đến 1.6 triệu. Thì bên em nay xả kho khoảng 1.1 triệu bao ship cho anh em luôn. Số lượng còn khoảng 10 con. Hơn 10 con một chút. Anh em nhanh tay thì còn nhá. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay qua Zalo 0349718440. Đấy, tất cả các dòng vang em vừa công bố giá cho anh em rồi đấy. Ngoài ra bên em còn có các cái sản phẩm loa cục đẩy, vang mic chính hãng của MT Acoustic. Đấy, MT Acoustic rất là đẹp. Giá dao động từ hơn 4 triệu trở lên nhá, tùy mẫu mã. Anh em có thể vào website của mtacoustic.vn nhá để anh em tham khảo giá niêm yết của sản phẩm. Đấy, những cái dòng vang này em bán cực kỳ giá hấp dẫn cho anh em. Anh em nào mua được ở đâu cái giá đấy đâu nhá. Đây, tiếp theo là một combo hai sản phẩm đẩy vang. Đấy, em phối ghép rất là hợp lý cho anh em luôn, rất là đẹp. Thì giá chỉ 4 triệu đồng. Anh em sẽ được thừa hưởng hết các chất âm của nó và các cái chế độ echo reverb của con vang, thể hiện ra những cái đôi loa. Nó sẽ lọc toàn bộ giải cân chỉnh cho anh em tiếng để hay nhất có thể. Đấy, combo này thì phối ghép thì rất là đẹp, hợp lý. Đấy, 4 triệu nha anh em nhá. Bao ship tặng kèm đầy đủ dây rắc cho anh em luôn. Em đang xả lốt cho anh em. Đang cái giá rất là hấp dẫn cho anh em. Tiếp theo là một đôi B3 Z212 từ 17 côn 76 tép 450 nhá. Hàng mới nguyên zin. Đấy, hàng mới nguyên zin. Bên em xả duy nhất một đôi trưng bày. Cái giá là 3.200.000 đồng anh em nhé. 3.200.000 đồng. Loa B3 Z212 côn 76 từ 17 tép 450. Anh em nhớ để ý thông số em đọc nhé. Bởi vì trên thị trường có rất nhiều hàng
rẻ. Bên anh em họ lắp vào cũng cái vỏ J212 nhưng họ sẽ lắp cái bát của con loa kéo từ chỉ bằng nắm tay thôi, mà họ bán với giá khoảng 1,9 triệu đến 2,2 triệu. Anh em hãy cân nhắc giá đi đôi với giá, nó sẽ là chất lượng rất là tồi đấy, rất là khó nghe. Anh em để nghe nhạc thì gọi là nghe cho nó đỡ buồn tai thôi, chứ còn để mà nghe tai nghe chuyên nghe nhạc thì chắc là vứt vào thùng rác. Còn dòng này thì anh em cam kết với anh em, nghe nhạc và hát karaoke thì cực kỳ đẳng cấp, bay tiếng, tiếng sạch, không bị chói tai hay là tiếng bát không bị vỡ. Anh em chơi cực kỳ căng luôn nhá, lời cực kỳ sáng cho anh em chơi. Đấy, giá 3,2 triệu thanh nhí, duy nhất một đôi trưng bày Bow 301. Bow 301 bên em rất nhiều anh em phản hồi tại sao các đơn vị khác bán với cái giá 800 mà bên em lại bán đắt hơn. Tiền nào của đấy hết anh em nhá. Đi đôi với cái giá rẻ thì nó sẽ là một cái loại chất lượng bát kém. Đây em sẽ quay cái bát cho anh em, bát bót cho anh em hai loại luôn. Đây nhá. Bên này là cái loa bót chuẩn bên em làm. Bót chuẩn bên em làm thì nó sẽ là bát này nhá, bát xương vàng. Từ 90. Đấy. Anh em nhìn cố gắng để ý kỹ này. Bát chuẩn của nó sẽ có viền nhựa. Đấy, màng. Màng nhìn màu đen. Nón cũng khác so với cả cái hàng kém chất lượng nha. Đây hàng kém chất lượng này. Đây cái hàng anh em nó đang bán trên thị trường 800 đây nhá. Anh em hãy để ý này. Đấy 800 từ này. Từ chắc chỉ được khoảng 40 phân. À, từ được khoảng 60 phân, 60 phân. Đấy. Rất là nhỏ. À, côn cũng cực kỳ nhỏ luôn, chắc bằng ngón tay út. Đây cái mặt của nó này. Gân cao su. Gân cao su thì anh em để ý rồi, dòng bót mà gân cao su thì đánh gì anh em. Cái loại này chỉ nắp vào cái loa Namo Neon ngày xưa. Nó kích để nghe thay loa vi tính thôi. Chứ còn cái bát này thì không thể nghe được anh em nhá. Em nói thẳng một câu là không thể nghe được. Anh em mua thì hãy xem xét các địa điểm bán, chứ đừng ham hố rẻ rồi ôm hận vào người, về nghe không ra gì, lại gọi điện đến các cơ sở khác bảo em mua loa nghe trả ra một cái gì, thì đấy là do anh em ham rẻ. Đấy. Ham rẻ quá. Đây cái hàng bót bên em đang bán bát đây nha, bát chuẩn của nó, anh em hãy xem kỹ này. Đấy, bát của bót này, bát chuẩn của bên em làm đấy nhá, xương vàng, từ to khoảng 90 đến 100. Đấy, màng này, anh em để ý màng và gân này, gân giờ xốp nhá, gân xốp nó mới ra được cái tiếng mềm. Đấy, đặc điểm của bót là phải xương vàng, gân xốp, viền nhựa này là chỉ có bót mới có viền nhựa này thôi anh em nhá. Anh em hãy để ý kỹ. Cái sản phẩm bót này bên em đang bán với giá là 1 triệu xả kho, vẫn còn khoảng 28 đôi nữa với giá 1 triệu. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay qua Zalo 0349 718440 nhá. Đấy, bát bót chuẩn đấy anh em. Khách hãy mua thì hãy là một khách hàng thông thái, hãy tìm hiểu kỹ và hãy so sánh, đừng so sánh chất giá, so sánh giá để mua được cái chất lượng tốt thì nó rất là không có đâu anh em ạ. Tiền nào của đấy hết. Bên em với cái tầm bát bót chuẩn này thì anh em trên thị trường cửa hàng hay đại lý đang bán ra với cái giá rẻ nhất là 1,2 triệu. Rẻ nhất là 1,2 triệu, anh em không thể mua được rẻ hơn nhá. Nhưng bên em xả kho hàng tồn,
giá lỗ vốn là 1 triệu, còn 28 đôi anh em nhé. Anh em nào lấy thì liên hệ qua Zalo đặt hàng 0349718410 hoặc 0983228840 nhá. Đấy là hai số máy chốt đơn nhà em, chỉ có duy nhất hai số đấy thôi nhá. Đó, anh em mua thì hãy xem xét kỹ hàng bot này. Bên em có hai màu nhá, màu vân gỗ, màu vàng và màu màu đen, hai mẫu bot 301 CD3. Tiếp theo là mic BBS. Mic BBS này K8 là một dòng mic dây gọi là tầm trung đẳng cấp về chất âm. Nó cho ra chất âm rất là dài, ấm và sáng, không bị chóe hay là bị tối tiếng. Anh em hát rất là nhẹ, mượt. Đấy. Mic này em đang bán ở, cho anh em là 350.000 một chiếc nhá. 700.000 một đôi bao ship. Đấy, 350.000 thì không bao ship cho anh em. Dòng mic này thì anh em chơi thì mỹ mãn luôn. Kể cả anh em ghép vào những cái bộ dàn karaoke dùng âm ly rẻ tiền hơn 1 triệu hát vẫn cứ bay bổng. Mà tiếng rất là chân thật, không bị ồm ồm như các cái dòng mic hơn 100, hơn 200 nhá. Có những đơn vị bán 4 mic 4-500 mà tiếng vẫn cứ kém, bởi vì họ bán giá lãi suất quá cao, hoặc là họ nhặt những cái loại mic rất là rẻ tiền về họ bán. Hộp nó làm chắc chắn quá, mở mang ra một tay. Đây nhá, bên trong này, bên trong thì sẽ có một tay mic BBS K8 cầm rất là đầm tay nhá, vỏ bằng kim loại luôn, sơn chống trầy xước, chống bám vân tay. Đấy. Hàng cực kỳ đẳng cấp nhá, chân đồng này, không lo bị sột sẹt do tiếp xúc lâu ngày nhá. Đấy. Dòng này tiếng bao hay cho anh em, giá chỉ có 350.000 một chiếc, 700.000 một đôi bao ship cho anh em. Đi kèm với đó là một cái dây mic xịn chống nhiễu, dây mic xịn chống nhiễu này, dài 7 mét, anh em tha hồ giờ chơi trong nhà. Đấy, tất cả các sản phẩm em đã giới thiệu qua, anh em nào lấy thì hãy chốt đơn qua số điện thoại Zalo 0349 718440 hoặc 0983 288440 nhé. Bên em sẽ có nhân viên chốt đơn cho anh em. Anh em mua gì thì hãy chốt đơn, gửi cho em thông số hàng cần mua. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhé.